Hi, giờ xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh chơi game của mình nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi cái bộ môn cờ liên quân để mà có thể lên được cái thách đấu chỉ với một cái đội hình duy nhất mà mình đã chơi trong quá nhiều tập cờ liên quân của mình. Nhưng mà cái trận đấu này chúng ta không gặp quá nhiều may mắn khi mà chỉ quay ra được là hai con Hayate kết hợp với một con Rat ở cái thời điểm đầu game, và cộng thêm cả một cái con Omega nữa. Tất cả những cái con này thì nó đều không có nằm trong cái đội hình của mình. Tuy nhiên là những cái con này nó cũng là những con mạnh đầu game, cho nên là mình sẽ lấy luôn để chúng ta đỡ bị thọt nha. Lúc này mình đã có được Hayate 2 sao và đồng thời có được thêm một cái con bài trùng với Omega, đó chính là cái con Max kích hoạt được cái hiệu ứng khoa học cấp 1. Và ở cái lần này cái hiệu ứng khoa học nó đã búp ngay cho cái con chủ lực Hayate cấp 2 của mình, khiến cho nó vượt trội hơn về mặt lượng đam cũng như là có thêm được một lượng giáp ảo. Tuy nhiên là cái con Hayate của mình nó bắn cũng hơi bị ngu, nhưng mà có vẻ như là nó sẽ đủ khả năng để có thể hạ được vị trí Hayate ở bên kia. Ok, như vậy là chúng ta đã có được cái chiến thắng đầu tiên rồi. Qua tới cái vòng này thì mình đã quay được một con phờ lo và mình đã có được cái vị trí đã là giả đầu tiên, đó chính là Adorin. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần tới ít nhất là hai con đã là giả thì mới có thể kích hoạt được cái hiệu ứng đã là giả, cho nên là mình sẽ tạm thời sử dụng cái hiệu ứng khoa học để mà chơi những cái vòng đầu tiên này nha. Và lần này thì mình đã gặp ngay cái anh bạn đang chơi chuỗi thua, cho nên là mình có thể duy trì được cái chuỗi thắng của mình rất là dễ dàng. Qua tới cái vòng số 4, lúc này mình đã lên được level 4 và mình sẽ cho luôn cái vị trí Adrien vào, vì mình cũng không có quay được bất kỳ những cái vị tướng nào khác, và mình sẽ sắp xếp lại vị trí của những cái con này để bảo vệ cho vị trí Hayate chủ lực của mình, phòng cái trường hợp mà nó có cái thương có thể đổi vị trí với cái vị tướng xa nhất là con Hayate mà nó sẽ gặp nguy hiểm. Ở cái vòng này thì team bạn có vẻ là hơn mình về cái mặt cấp độ, tuy nhiên là những cái vị tướng của team bạn nó vẫn chưa đủ khả năng để mà nó có thể chơi với những cái vị tướng của mình, và đặc biệt là cái con Hayate cấp 2 của mình đã có thể làm một cái lượng đam chủ yếu giúp cho mình chiến thắng được cái vòng vừa rồi và giữ cho mình cái chuỗi thắng từ đầu game tới giờ luôn nha. Lúc này mình đã quay được vị trí cặp bài trùng của Hayate, đó chính là Airi, và đồng thời đi cùng với đó là cái vị trí đã là giả số 2, đó chính là Grat. Và bây giờ mình sẽ thay thế hai cái vị trí người máy để mà thay vào lấy được cái hiệu ứng ninja và đã là giả, và đồng thời cũng là cái hiệu ứng đấu sĩ luôn nha. Đến với cái vòng số 5 này chúng ta đấu với máy, còn mình thì vẫn giữ được cái vị trí là top 1 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên là chúng ta cũng không nên vội mừng vì ta vẫn chưa biết được là may mắn có mỉm cười của chúng ta hay không. Có vẻ như là không, vì chúng ta đã có được một cái món đồ phép mà không có đồ năng lượng để mà có thể sử dụng, đó chính là một cái quyển sách di hồn. Và bây giờ mình sẽ nâng cấp lên và cho luôn cái vị trí Roker này vào, kích hoạt được thêm một cái hiệu ứng cung thủ để cho Hayate bắn cho đầu nha. Đến cái vòng số 6 này thì không biết rằng chúng ta có thể nào duy trì được cái chuỗi thắng từ đầu game tới giờ hay không. Hayate của mình làm rất tốt cái nhiệm vụ là duy trì được cái lượng đang ổn định, còn ở phía bên trên Airi cũng đã có thể câu kéo hết sát thương không để cho Hayate mất đi một giọt máu nào. Và như vậy chúng ta cũng đã có thể đến được cái vòng số 7 và may mắn đã mỉm cười chúng ta rồi, khi mà giờ đây mình đã có được một cái quyển sách thánh khiến cho cái con Hayate của mình nó trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và bây giờ đến với cái vòng tiếp theo, mình đã quay được một vị trí thợ săn quỷ và đồng thời là vị trí thợ săn quỷ số 2 là Van Hen và cả Aeron, và đồng thời mình sẽ nâng cấp những lên level 6 để có thể cho luôn hai vị trí này vào, khiến cho cái đội hình của mình nó sẽ có được một cái độ chống chịu nhất định đến từ cái hiệu ứng thợ săn quỷ. Và như vậy Hayate có sách thánh và đồng thời là sách di hồn của mình đã có thể xả ra những cái đòn đánh liên tục. Tuy nhiên là vị trí Airi cũng là có những cái món đồ kháng phép nhưng mà vẫn không đủ đối với quyển sách thánh và sách chi hồn này của mình. Chúng ta vẫn có thể duy trì được cái chuỗi thắng.
Tuy nhiên là bây giờ mình quay tướng thì không có được những cái vị tướng nào ở trong đội hình của mình, và mình dành khá nhiều tiền để nâng cấp nhưng mà vẫn chưa có thể nâng cấp được. Và mình sẽ đến luôn cái vòng số 8. Lúc này thì team bạn có được một cái vị trí phờ lo, đã có thể xiên được một vài thành viên của team mình rồi. Tuy nhiên là đã bị hai tay của mình chặn đứng, và bây giờ hai tay của mình sẽ xử lý hết tất cả những cái thành viên của team bạn. Và duy trì mình được cái chuỗi thắng bây giờ đã là 8 vòng rồi. Đến với vòng số 9 thì mình quay tướng lấy được một con Quillen và đồng thời là thêm một con Aeron. Thì lúc này mình đã lên được level 7 cho Quillen vào, là mình đã có thể kích hoạt được một cái hiệu ứng sát thủ nữa. Và Quillen có thể kết hợp được với Roker để kích hoạt luôn cái hiệu ứng liên hiệp nha. Nhưng mà cái đó chúng ta phải để sau. Bây giờ mình sẽ đấu với cái vị trí là gần cuối bảng. Tuy nhiên là cái vị trí này đã có thể đột kích được cái vị trí hai tay của mình mất máu rồi, nhưng mà vẫn không đủ để có thể hạ gục được hai tay của mình. Đối với cái đội hình của mình bây giờ thì chỉ cần hạ được hai tay là mình sẽ không có đủ cái lượng đam để mà chơi tiếp. Tuy nhiên là vẫn chưa có được bất kỳ cái thành viên nào có thể làm được cái điều đó, và con hai tay của mình nó vẫn đang hoành hành từ nãy tới giờ. Cái vòng số 10 này thì chúng ta đấu với máy, và không biết sau cái vòng này mình sẽ được cái món trang bị gì đây. Đó chính là cái khiên thất truyền làm giảm tốc đánh của kẻ địch. Đây là một cái món đồ thủ mình sẽ cho cái vị trí tăng cơ đứng ở tiền tuyến để cho nó có thể bảo vệ được cho vị trí hai tay của mình tốt hơn nha. Lúc này chúng ta đã có được cái con rồng rồi, nhưng mà đó chỉ là cái vị trí đọa lạc giả số 3 mà thôi. Chúng ta cần tới 4 con để có thể kích hoạt được cái hiệu ứng đọa lạc giả mạnh nhất hơn nữa. Bây giờ mình vẫn chưa có cái đồ năng lượng cho con rồng mình có thể ra chiêu. Ngoài cái quyển sách thánh thì quyển sách thánh nó cũng không thích hợp cho con rồng, vì nó cần phải đánh thường, thì con rồng nó đánh thường nó cũng tương đối là chậm, nên là mình sẽ tiếp tục duy trì cái đội hình này để mà chơi tiếp nha. Người ta thường nói rằng cái gì không hư thì mình không nên sửa, và cái đội hình này nó đã có thể làm được cho mình quá nhiều điều từ đầu game tới giờ, cho nên là mình sẽ tiếp tục khai thác cái đội hình này cho đến khi nào mình không thể nữa thì thôi nha. Lúc này mình đã được chọn một trong hai món đồ, và mình quyết định là sẽ lấy cái giáp gai da giúp cho những cái vị trí tăng cơ ở tiền tuyến của mình nó ngày càng trở nên trâu bò hơn, và thậm chí là nó có thể trở nên bất tử khi mà nó đã có đầy đủ những cái món trang bị. Và bây giờ đây với cái vị trí Nacroc thì mình đã có được 4 con đọa lạc giả, và mình sẽ cho luôn những cái vị trí này vào kích hoạt được cái hiệu ứng đọa lạc giả tối thượng, và tạm thời mình sẽ tiếp tục sử dụng cái vị trí hai da te để gánh tim nha. Bây giờ mình đã có được 4 đọa lạc giả rồi, và cái khả năng bòn rút lượng máu của hai da te nó đã trở nên mạnh mẽ hơn ở một cái tầm cao mới, vì bây giờ đây cái lượng đam được gây ra nó sẽ được thiêu đốt theo thời gian nhờ cái hiệu ứng đọa lạc giả tối thượng này. Và bây giờ đây thì mình đã có thể giành lấy chiến thắng, duy trì được cái chuỗi thắng của mình từ đầu game tới giờ, và đến cái thời điểm này thì mình vẫn còn chinh giữ được cho mình 100 điểm HP. Và không biết rằng cái trận đấu ngày hôm nay chúng ta có thể nào có được một chiến thắng toàn vẹn mà không cần phải mất đi một giọt máu nào hay không. Mình sẽ thử và sẽ cố gắng nha. Lúc này mình đã lên được level 8 và mình đã cho luôn cái vị trí Irie vào kích hoạt thêm, đồng thời là rất nhiều hiệu ứng, nào là đấu sĩ, ninja và cả sát thủ nữa. Lúc này mình đã có được một con Tel'Anas và một con Roker để phòng trường hợp mà hai tay của mình không đủ sức để có thể gánh tim nữa, thì mình sẽ thay những cái vị tướng kia vào. Tuy nhiên là hai tay của mình bây giờ nó vẫn đang hoạt động rất hiệu quả. Và mình cũng đã có thể chiến thắng được cái vòng số 13 luôn rồi.
Bây giờ chúng ta đến với cái vòng số 14 và chúng ta quay được rất nhiều những cái vị tướng ngon như là Volcat và thêm cả một con Telenet và một con Necrop nữa. Lúc này mình sẽ bán đi con Roker vì mình đã có được sự thay thế, đó chính là Volcat. Nhưng mà tạm thời mình vẫn chưa có đủ những cái món đồ để mà khai thác sức mạnh của những cái vị tướng này, cho nên là mình sẽ tạm thời giữ nguyên cái đội hình của mình. Dù gì chúng ta cũng đã có được 4 đã lạc giả rồi và cái đội hình của chúng ta cũng không hề yếu đâu nha. Và cái lần này thì mình đã có thể giành lấy chiến thắng mà còn lại rất nhiều những cái vị tướng trên bản đồ, khiến cho cái lượng máu của kẻ địch nó đã bị tuột xuống rất nhiều. Và bây giờ đây thì cái con Telenet của mình nó cũng đã lên được cái level 2, nhưng mà tạm thời mình vẫn chưa muốn là cho nó vào thay thế cho vị trí Hayate, cho nên là mình sẽ chỉ thay thế vị trí Airi mà thôi. Mặc dù chúng ta mất đi rất là nhiều những cái hiệu ứng hỗ trợ, nhưng mà chúng ta có thêm được một cái vị trí chủ lực phía sau là một cái lượng đam bổ sung theo mình thấy là cũng rất là cần thiết. Và bây giờ chúng ta đã có được luôn cái vuốt hung tàn từ cái vòng đấu với máy vừa rồi. Đây là cái đồ mà có thể khiến cho cái vị trí Telenet nó trở thành một cái con quái vật, và cái lượng đam của nó sẽ không hề nhỏ đâu nha. Bây giờ mình dành tất cả số tiền của mình để nâng cấp, nhưng mà mình vẫn chưa thể nào đạt được cái level 9. Còn cái con Telenet của mình thì nó dần mạnh lên theo thời gian. Tuy nhiên là ở cái vòng này thì những cái vị trí tăng cơ đứng đầu đã phải nằm xuống quá nhanh, và những cái vị trí chủ lực phía sau của mình đã phải trả giá, và như vậy là mình không thể nào mà giữ được cái số điểm HP tuyệt đối nữa rồi. Lúc này mình quay tướng và lại ra thêm được nhiều những cái vị tướng ngon khác, và mình quyết định là sẽ bán luôn cái vị trí Hayate để mà thay vào đó là vị trí Volcat, và cho luôn cái vị tướng này những cái món trang bị cần thiết để cho nó có thể quẩy nha. Bây giờ Volcat của mình đã có được quyển sách thánh và đồng thời là cái thương xuyên phá. Tuy nhiên là nó chưa thể nào nhảy được một lần nào cả thì nó cũng đã phải nằm xuống rồi. Nhưng mà nhờ có cái thương thì nó cũng đã có thể đổi được vị trí với AD chủ lực của team bạn. Và giờ đây thì mình chỉ còn lại duy nhất là cái con rồng thôi. Và có vẻ như là cái đội hình của mình nó đang dần bị suy yếu đi khi mà chúng ta đã có 2 lần thua liên tiếp. Lúc này mình đã quay được vị trí của Omen, và mình sẽ thay cái vị trí Omen này vào vị trí Grak, và đồng thời sẽ trang bị thêm cho cái vị tướng Volcat của mình để cho nó có thể sống sót lâu hơn, mà còn là một cái bức tường chắn cho những cái vị trí chủ lực ở phía sau của mình nữa. Lúc này mình sắp xếp lại đội hình của mình và cho cái vị trí Necrop cái thương xuyên phá, còn cái vị trí Volcat thì là một quyển sách thánh và đồng thời là 2 món đồ thủ, thì hy vọng là như vậy sẽ đủ để có thể khiến cho cái vị tướng này nó có thể tỏa sáng. Tuy nhiên là bây giờ đây nó vẫn chưa có được cái đùi gà, cho nên là có thể bị những cái vị tướng có thể làm choáng khai thác cái điểm yếu đó mà hạ gục được. Nhưng mà khi bọn chúng làm được điều đó thì con Telenet mình nó có thể đạt được cái tốc độ bắn tối đa rồi. Như vậy là mình đã có thể giành lấy được cái chiến thắng sau một vài cái lần thua. Và bây giờ đây thì mình đang có dư vị trí là Caffeine. Khi mà mình lên được cái level 9 và khi mà mình có được thêm những cái món trang bị cho cái vị tướng này thì mình cũng sẽ cho nó vào luôn. Vì Caffeine theo mình đánh giá là một cái vị tướng có thể sốc sát thương cực mạnh. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta đã đến với cái vòng số 19 và không biết rằng chiến thắng nó có thể đến được với chúng ta hay không. Con Telenet của mình nó đã phải nằm xuống với cái phát bắn của cái con Caffeine của team bạn.
và con von khách của mình nó cũng đã phải nằm xuống luôn rồi. Lần này chúng ta đã thua nhưng mà mình đã có được vị trí của von khách 2 sao và đồng thời là Preta 2 sao luôn. Con von khách này hồi nãy đến giờ mình thấy là nó hoạt động vẫn chưa có hiệu quả cho mấy, vì nó vẫn chưa có được cái đùi gà giúp cho nó được miễn khống chế, cho nên là mình sẽ thử cho cái vị trí Caffeine này vào để mà có thêm cái lượng đa và lấy luôn cái quyển sách chi hồn của con rồng cho Caffeine luôn nha. Không biết là qua cái vòng này thì mình sẽ có được cái món trang bị gì. Tuy nhiên là trước khi biết thì mình phải quay tướng trước và mình đã có thể quay được thêm một lúc 3 con rồng. Như vậy là bây giờ đây mình đã có được 2 con rồng 2 sao, hay nói cách khác là mình đã có được 6 con rồng rồi. Liệu chúng ta có thể nào lên được rồng 3 sao hay không? Và cái món đồ chúng ta có đó chính là cái giáp hộ mệnh. Lúc này cái con von khách của mình nó đang là mang quá nhiều đồ và mình quyết định là sẽ nâng lên cái level 9 để mà cho nó vô luôn, chứ bây giờ mình đổi đồ cũng không kịp nữa. Lúc này chúng ta đấu với cái vị trí top 1 vì mình đã phải xuống top 2 rồi. Con Caffeine của mình đã có một góc bắn đẹp nhưng đã bị floor team bạn xiên rồi. Còn bây giờ đây mình chỉ còn lại một con von khách đối đầu với hai tay cấp 3 và điều đó là vẫn chưa đủ đối với con von khách của mình. Nhưng mà bây giờ đây thì mình đã có được thêm một cái rương đa dụng và mở ra thì ở trong đó có thêm một cái quyển sách thánh. Lúc này mình sẽ cho luôn cái quyển sách thánh này cho von khách và cho cái khiên làm giảm tốc đánh cho cái vị trí Nacrop để làm giảm tốc đánh của những cái vị trí chủ lực ở phía sau của team bạn nha. Với cái quyển sách thánh vừa rồi thì con von khách của mình nó đã mạnh hơn rất nhiều và đồng thời là cái con Nacrop của mình nữa. Tuy nhiên là con rồng của mình thì bây giờ vẫn chưa có được một cái món trang bị nào. Bây giờ thì mình đấu với cái vị trí là top 3. Caffeine của mình đã có thể ra chiêu và một lúc hạ được 3 viên team bạn. Và cái vị trí gánh team ở phía bên mình đó cũng chính là Caffeine luôn nữa. Lúc này chúng ta đã đến với cái vòng số 23 rồi. Mình xem thử đội hình của team bạn thì thấy là có quá nhiều những cái vị tướng 3 sao. Lúc này thì chỉ còn lại là 2 người cuối cùng mà thôi, thì không thể nào mà chạy đi đâu được. Mình phải đối đầu với cái vị trí này để mà giành lấy cái vị trí top 1 của cái ván game này. Và cái con Caffeine của mình một phát bắn thôi thì team bạn đã phải bốc hơi hết rồi. Và như vậy là mình đã qua được cái vòng số 24 và có vẻ như là chúng ta sẽ có thể chiến thắng được cái thành viên còn lại thêm một lần nữa, vì đây là vẫn chưa tới cái vòng đấu với máy và anh ấy sẽ không có được những cái món trang bị giúp thay đổi cái tình thế hiện tại, và thậm chí anh ấy chỉ mới có cái level 7 mà thôi. Anh ấy thua mình tới 2 vị tướng và cũng giống như khi nãy, Caffeine của mình đã làm rất tốt cái nhiệm vụ là xả ra một cái lượng đam chủ yếu. Và mình đã có thể giành lấy chiến thắng lần này là chí điểm hạ gục được đối thủ luôn rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.